Trời ơi, Piu nổi tiếng quá, nhiều người hỏi Piu quá. Piu Piu là guinea pig, là chuột lang ấy mọi người. Nhìn nó nè. Rồi nhìn cái tóc nó nè, cả cái người nó lông lông không à. Nó bự lắm đấy. Giờ Piu mới được có 3 tháng, 4 tháng. Đến cái tuổi trưởng thành con này nó có thể lên đến 2 cân mọi người ạ. Thì Phanh mua Piu ở petsing.net. Chị chủ petsing tư vấn nhiệt tình lắm. Cả qua cũng có nhiều bé xinh lắm, vì Phanh qua chọn tận nơi đấy. Thì thấy con Piu này nó béo với còn nó hiền quá, nó hiền lắm luôn. Thế là mang em về.